Dạ vâng, xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh của Zika chúng em ạ. Và ngày hôm nay thì ekip Zika chúng em đang có mặt ở trên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để bàn giao cho chị Tân một bộ dàn với cặp loa Hunter Pro ạ. Và đây cũng là mẫu loa vừa mới ra mắt của hãng VWorld mà Zika chúng em phân phối. Rất là hot luôn. Mấy ngày này thì chúng em đi lắp rất nhiều những cái bộ dàn với cặp loa Hunter Pro này. Và vì ngõ vào trong nhà chị Tân ấy, hơi hẹp một chút, nên là Zika chúng em phải để xe ở tận ngoài đường lớn và mượn xe kéo để đẩy bộ sản phẩm vào. Bộ dàn thì có cặp loa Hunter Pro này và một đẩy liền vang X24 và một bộ mic không dây 321. Anh chờ chờ em chút để em dựng cái xe thôi, em đẩy cho. Rồi, chớn là chị Tân. Chị Tân hiện tại thì đang công tác trong ngành giáo dục. Và ngày hôm nay thì chỉ có cụ ở nhà thôi. Sau khi bàn giao xong thì chị Tân sẽ đẩy nghiệm thu. Ok, vì xe này chở nhiều hàng nên là chúng em chỉ đem được nguyên cặp loa, phải bóc hết thùng bìa ra để xốp xiếc cũng đã chèn sẵn cẩn thận đây rồi. Chào chào ông ạ. Chị vừa tranh thủ chạy về mở cửa và chỉ chúng em lắp đặt ở vị trí nào. Hiện tại chúng em sẽ đi vào để thi công, sau thì chị sẽ về nghiệm thu sau. Đấy, rất đặc biệt là chúng em đi lắp cũng rất nhiều những bộ, những đó anh em mà bận công bận việc vẫn đam mê âm thanh, nên là khi mà bàn giao lắp đặt xong là bắt đầu mình về nghiệm thu. Và chúng ta cùng đi vào bên trong này một chút này. Đó, phòng khách nhà chị Tân thì đây chị cũng có dùng bộ dàn âm thanh cũ đây, chắc là sẽ thay thế bộ này. Bộ này trước là một hệ thống âm thanh loa nằm, giờ sẽ thay thế. Vâng, vì không gian phòng khách nhà chị Tân có diện tích khá là khiêm tốn so với đôi loa Hunter Pro. Tuy nhiên là chị rất là thích cái mẫu loa này nên là chị đã quyết định đặt trước đi, xong rồi chị sẽ thiết kế lại cái không gian phòng khách nhà chị ở đấy sau. Hiện tại thì em đang để tạm trên bộ sập của chị này. Rồi, chị Tân thì có dùng bộ dàn cũ. Hiện tại thì Mr. Thụy đang tháo bỏ cái bộ dàn cũ ra để đặt lên trên cái tủ này một con đẩy X22 để đánh với đôi loa Hunter Pro. Trong lúc Mr. Thụy đang tháo bộ dàn cũ ra thì em xin giới thiệu thêm về đôi loa này. Với cặp loa Hunter Pro này thì có chiều cao lên đến 1m2 và ngang là 46cm và chiều sâu của là 36. Đấy, cái thông số về cái số đo kích thước của cặp loa em nêu lên để các bác và anh em nắm được cái kích thước trước khi đặt đơn hàng nhé. Thì cặp loa này cần một cái diện tích phòng khách lớn một chút, cũng có những cái vị trí phù hợp để đôi loa. Như là chị Tân này thì em sẽ zoom ra xa để anh em cùng xem qua cái không gian. Chị Tân có chia sẻ là chị muốn để sang bên vị trí bên này này. Đấy. Đấy, để sang vị trí bên này. Nhưng hiện tại thì bên này không có tivi nên là chị đấy bảo Zika chúng em để tạm sang bên này. Đấy, thực ra là đây, em đang ngồi ở một cái vị trí. Đây, em đang ngồi ở ghế đây. Thì bộ loa sẽ để ở vị trí này. Đấy. Thì hiện tại thì chị đang trên lớp chưa về được, nên là Zika chúng em sẽ bàn giao cho chị. Chị vừa báo là sẽ để tạm ở đây thôi, cứ để tạm đây cho chị thưởng thức chất âm trước đã, vì chị quá là si mê cái mẫu loa này mới ra mắt tại Zika, đẹp quá nên chị rất là thích luôn. Chị đã đặt hàng và không cần phải suy nghĩ đắn đo nhiều, mặc dù chúng em có tư vấn cho những mẫu loa nhỏ hơn. Đấy, thì chị gửi cho em cái ảnh về không gian phòng khách, em có tư vấn những đôi VA12 để lên cái vị trí của hai cái đôi bốt cũ này, nên chị bảo quyết định vẫn lấy cái đôi này. Đấy, đó là cái sự quyết định của chị đấy, vì chị rất là thích cái mẫu này. Còn quay trở lại với cặp loa, vì em vừa chia sẻ là chiều cao là 1m2, ngang là 46, sâu là 36. Thì thiết kế bên ngoài là chất liệu vỏ gỗ óc chó, gỗ tự nhiên ạ, rất là đẹp. Về công suất của cặp loa này đặt này, mức công suất trung bình là 300W và mắc là 900. Tấm bê căng bằng giải lụa rất là đẹp, lại được thêu hoa dệt gấm, những cái họa tiết ở trên cái tấm bê căng này. Hai bên là có nước đường chỉ chạy dài và lỗ thông hơi nằm chính giữa ở đây. Em sẽ mở bê căng nha. Sở hữu một bát 30, một bát đường kính 30. Giờ con bát này là bát đồng trục các anh em. Bát đồng trục có những ưu điểm rất là tốt.
cho việc rất là tâm thanh, cực kỳ chi tiết và sắc bạch, tâm thanh chân rất sắc nét. Bát có gân bạc đầm dầu bên ngoài một lớp màng, các bác này sẽ đánh toàn giải luôn, tức là nó cho cái đáp tuyến rộng đó, từ bát trung chép tây đủ nằm gọn cho một con bát này. Ôi nhét thêm cho chị một con đại về đang đi 24 ạ. Trước đây chị Tân có dùng mấy đôi ba cũ ấy, mà là đôi ba chị được lắm sẵn lâu năm rồi, giờ không còn đẹp nữa. Thứ hai là chị không chuộng đồng hộ, là chị quyết định đặt cái hộ làm này. Thế á, tuy nhiên là ở đây là không gian này thì phải là lắp tạm một chị thôi. Cũng đang đi ngành giáo dục nhưng mà cũng đam mê âm thanh. Anh chị đều đi công tác của đường bận rộn. Hôm nay là lắp cái bộ dàn hơi đặc biệt, thì là lắp chỉ có hai cụ lớn ở nhà thôi. Đấy. Là hai cụ ông cụ bà ở nhà, trong nhà là chúng em liên hệ với chị thôi. Tranh thủ chạy về mở cửa cái nhà lớn này cho chúng em lắp. Lắp xong là điện chị về một chút là nhiễm thu thôi, thì là mình này cũng là rất là bận công việc của chị. Đặc biệt đó. Thì cái điều này nói lên là các bác thấy là anh chị rất tin tưởng Linh Lan nghe, không phải chắc phải là ở nhà giám sát từng hành động nhỏ một trong quá trình lắp, mà đây là hoàn toàn tin tưởng giao phó tất cả mọi cái công việc cho cái quá trình lắp đặt hệ thống âm thanh. Thì nhận được sự tin tưởng tin yêu của anh chị như vậy thì Linh Lan nghe cũng sẽ đáp ứng và phục vụ hết mình. Đấy, đây là bộ mic 321, anh em đợi anh chút nhé. Thì mình cố định xong cách nhạc, cách karaoke và sẽ đăng cài đặt trong thử. Em hát tặng anh câu ca quan họ yêu nhau cười áo cho nhau. Ngoài Bắc mùa này đám trổ hoa cao, trong Nam bây giờ hoa băng lăng tím nở, hoa qua chuyện tình yêu ngọt lì khi trăng lên ngồi nửa màn. Anh với em quê ở hai miền, anh ở sông Tiền em cùng quan họ. Nghe tiếng đàn bầu ta xích lại gần nhau, nghe ấm tiếng đàn ta ở cạnh nhau. Anh với em quê ở hai miền, trăng soi rừng tràm trăng sáng trong đồng lúa. Bỗng thấy lòng mình nặng câu thương nhớ, người ơi người ở đừng về. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò, chuyến đò chiều đưa anh sang sông. Anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh ở bên buồn. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương, cù sẵn cù khoái môi chặt mặn thương anh rồi. Nhớ đời nghe em cứ chiều về cánh cò lội bên sông, có lái đò xưa nay tròn mười tám. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nó về bên em. Vâng, thưa các bác anh em, đây là anh Dũng chồng chị Tâm. Thì anh ấy xong công việc trên cơ quan về để nghiệp thu bộ dàn này. Thì đây là một đôi lời chia sẻ của anh Dũng về bộ dàn, cái hành trình theo dõi di sản anh em. Để quyết định tốt bộ dàn này để chia sẻ cho anh em yêu thanh từ toàn quốc. Anh theo dõi tên và di sản em được lâu chưa?
mình theo dõi kênh của bạn được 2 năm và cũng theo cái bộ chia sẻ này cũng là thích giờ và đến bây giờ mình cũng có thời gian để trải nghiệm và rất hài lòng với bộ chia sẻ này. Vâng ạ, xem chia sẻ lâu cũng yêu thích nhiều lắm loa và vừa ra mắt cái mẫu khăn tơ là anh chị đã thích cảm luôn. Đấy, mặc dù anh chị chia sẻ là khu vực trong phòng khách được chưa bố trí được để kê cái bộ dàn như này là anh cô đã chúng em lắp cho anh là anh có những sự hài lòng như này rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh chị và thì các anh nhé, tôi là chia sẻ với Dũng là và anh có nhấn mạnh là rất là hài lòng về cái bộ này và hoạt động anh làm rõ. Và những hành trình này và những cái video này sẽ lưu giữ lại đăng lên kênh để lưu giữ lại kỷ niệm để anh em có thể tham khảo những cái bộ dàn như em lắp đó. Hay là anh em tìm hiểu thêm xem luôn để bình luận và số của chúng em. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video của chúng em ạ. Anh xin chào và biệt anh em nhiều. Cảm ơn anh nhé. Xin chào.